Ngày 3, Đức mẹ Chasnagora, nữ vương Ba Lan. Đức mẹ Kanvari Chasdidowska, Ba Lan. Đất nước Ba Lan đã quen với những rừng người tại đền thánh Đức mẹ gần Chasnagora. Nhưng trước kia, người ta chưa bao giờ được chứng kiến điều đã xảy ra tại đó vào tháng 8 năm 1956. Một triệu tín hữu hành hương đã đến. Mọi người đều có một thỉnh nguyện duy nhất. Họ khẩn cầu Đức mẹ Tổ quốc ban tự do cho Hồng y giáo chủ Stefan Wyszynski, bấy giờ đang bị giam cầm trong lao tù của chế độ vô đạo. Họ đặt chiếc ngai đặc biệt cùng với biểu hiện của Đức Hồng y bên cạnh bàn thờ trong đền thánh. Trên ngai chất đầy hoa và những sắc màu của đất nước. Họ đồng thanh nài xin mẹ Maria đưa vị hợp pháp ngồi trên chiếc ghế ấy trở về. Khi làm như thế, họ không quan tâm đến những người cho rằng họ đang làm những điều bất khả. Âm vang lời kinh của họ được những ngọn gió mang đi, vọng khắp đền thánh và các khu vực lân cận. Năm ấy chưa kết thúc, Đức Hồng y Wyszynski đã được trả tự do khỏi lao tù. Ngài thực hiện cuộc hành hương tạ ơn đến ngọn núi Đức Mẹ tại Chasnagora. Ngày 28 tháng 5 năm 1981, Ngài đã được giải thoát khỏi đời này. Lạy mẹ Maria, xin cho chúng con đáng được những lời Chúa Kitô đã hứa. Anetosei.